tên lửa Nga diệt sạch thành viên cuộc họp của không quân Ukraine với các nhà cung cấp vũ khí nước ngoài. Các bạn thân mến, Nga hé lộ một cuộc tấn công có chủ đích đã tiêu diệt tất cả những người quan trọng có mặt tại cuộc họp của không quân Ukraine với các nhà cung cấp vũ khí nước ngoài. Lâm vào cảnh bế tắc, chính quyền Kiev càng khó khăn hơn trong những ngày tháng chiến sự khốc liệt nhất mà khí tài quân sự không kịp chuyển tới. Vào ngày 14 tháng 7, tên lửa hành trình chính xác cao Khalif phóng từ biển đã đánh trúng công trình thuộc tổ hợp nhà hát sĩ quan thành phố Vinnytsia. Đây là nơi diễn ra cuộc họp giữa Bộ Chỉ huy Không quân Ukraine với đại diện các nhà cung cấp vũ khí nước ngoài, nhằm thảo luận việc chuyển giao lô máy bay và vũ khí tiếp theo, cũng như bàn phương án sửa chữa đội bay của Không quân Ukraine. Trong tuyên bố, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, vụ tấn công khiến tất cả những người có mặt trong cuộc họp của Không quân Ukraine thiệt mạng. Thành phố Vinnytsia nằm ở miền trung Ukraine, là nơi đặt cơ quan chỉ huy hàng đầu của không quân Ukraine và nhiều bộ chỉ huy dưới quyền. Lực lượng Nga đã tập kích sân bay dân sự và phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng tại thành phố này trong gần 5 tháng chiến sự. Thời gian qua, Mỹ và các quốc gia khác đã tiếp tục cung cấp, vận chuyển vũ khí vào Ukraine để ủng hộ chế độ Kiev. Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk cùng quân đội Nga nhiều lần thông báo rằng số vũ khí này thường xuyên được sử dụng để nhắm vào các khu vực dân sự. Moscow liên tục cảnh báo Mỹ và các đồng minh về hậu quả của việc cung cấp vũ khí không kiểm soát cho Kiev. Mỹ đã cam kết hỗ trợ quân sự và kinh tế khoảng 54 tỷ đô cho Ukraine, trong khi các đồng minh của họ ở Canada, châu Âu và Úc cam kết hỗ trợ hàng tỷ đô nữa. Hồi tháng 5, Liên minh châu Âu cam kết sẽ tăng hỗ trợ quân sự lên đến khoảng 2 tỷ euro cho Ukraine. Kể từ ngày 24 tháng 2, riêng phần viện trợ an ninh, chính quyền Joe Biden đã cung cấp hơn 6 tỷ đô cho Kiev, bao gồm cả vũ khí sát thương, bất chấp Moscow cảnh báo rằng những gói viện trợ như vậy sẽ chỉ kéo dài xung đột và có khả năng khiến nó leo thang hơn nữa. Tính đến thời điểm này, 20 quốc gia đã cam kết cung cấp thêm vũ khí, đạn dược và các nguồn cung khác để hỗ trợ Kiev. Số lượng viện trợ khổng lồ gây ra nguy cơ lớn khi vũ khí, đạn dược và nhiên liệu có thể không đến đúng người hoặc là không được sử dụng đúng mục đích. Điện Kremlin cho biết, một số lượng lớn các khí tài quân sự tiên tiến mà Mỹ và phương Tây cung cấp cho Kiev cuối cùng lại bị tuồn ra và bán trên thị trường chợ đen. Rất nhiều trong số những vũ khí này, vì một lý do nào đó lại đang ở sai địa điểm, cụ thể là xuất hiện tràn lan ở Trung Đông. Trên thực tế, khi đưa ra quyết định về việc gửi vũ khí vào Ukraine, phương Tây đã tính tới nguy cơ một số lô hàng có thể được chuyển tới những nơi không mong đợi. Điều này sẽ thật phiền phức nếu như những khí tài quân sự hiện đại rơi vào tay một tổ chức khủng bố hoặc thế lực đối địch. Cục An ninh Kinh tế Ukraine vào đầu tháng 7 cũng thừa nhận rằng họ đã xác định được các trường hợp mà hàng viện trợ nhân đạo và quân sự do phương Tây cung cấp cho nước này được bán trên thị trường chợ đen. Khoảng 10 vụ án hình sự đã được khởi xướng trong những trường hợp như vậy. Bộ Quốc phòng Nga ngày 15 tháng 7 cho biết, các đợt tấn công chính xác cao của không quân nước này đã phá hủy 5 sở chỉ huy và đầu mối chuyển tiếp tín hiệu. Một trận địa tên lửa phòng không Buk M1 gần khu dân cư Son, tỉnh Donetsk cùng 43 địa điểm tập kết khí tài và binh sĩ Ukraine. Các đợt tấn công chính xác cao nhằm vào căn cứ dã chiến của Lữ đoàn Pháo binh số 40 và nhóm dân tộc chủ nghĩa Kraken ở Kharkov tiêu diệt 200 phần tử dân tộc chủ nghĩa, trong đó có khoảng 50 lính đánh thuê nước ngoài cùng 19 đơn vị khí tài và trang thiết bị quân sự, Bộ Quốc phòng Nga thông báo. Không quân Nga mở các đợt tấn công trọng điểm nhằm vào căn cứ của nhóm dân tộc chủ nghĩa Pravi Sector ở Atimovska, tỉnh Donetsk. Khoảng 300 phần tử theo chủ nghĩa dân tộc cùng 30 thiết giáp và xe cơ giới chuyên dụng bị phá hủy. Một đợt tập kích khác của Nga nhằm vào căn cứ dã chiến của Lữ đoàn Pháo binh số 45 gần Sevastopol, tỉnh Zaporizhia, phá hủy doanh trại và tiêu diệt hơn 70 binh sĩ Ukraine. Giới chức tỉnh Mykolaiv, tây nam Ukraine, ngày 15 tháng 7 cho biết, ít nhất 10 tên lửa Nga bắn trúng thành phố cùng tên, khiến 4 người bị thương. Phía Ukraine cáo buộc Nga nhằm mục tiêu vào 2 trường học, 1 khách sạn và 1 trung tâm mua sắm ở Mykolaiv. Máy bay vận tải của Ukraine đã rơi ở Hy Lạp ngay sau khi phi công báo cáo sự cố với động cơ và yêu cầu hạ cánh khẩn cấp. Người dân cho biết họ đã nghe thấy tiếng nổ trong nhiều giờ.
Cụ thể, chiếc máy bay chở hàng An-12 của Ukraine đã xin hạ cánh khẩn cấp vì cháy động cơ trên không, nhưng sau đó bị rơi gần Kavala, miền Bắc Hy Lạp. Sự cố xảy ra vào đêm 16 tháng 7 khi máy bay đang trên đường từ Serbia đi Bangladesh. Trên máy bay có phi hành đoàn gồm 8 người, tất cả đều là công dân Ukraine. Họ đều được khẳng định đã thiệt mạng. Bộ Quốc phòng Serbia khẳng định máy bay chở 11,5 tấn vũ khí và thiết bị quân sự do Serbia chế tạo. Người mua là Bộ Quốc phòng Bangladesh. Trong số vũ khí có vỏ đạn pháo bắt sáng và đạn pháo huấn luyện. Chiếc máy bay thuộc về một công ty của Serbia. Công ty này đăng ký các hoạt động giao dịch ngoại thương liên quan đến thiết bị quân sự quốc phòng. Máy bay đang trên đường tới Bangladesh và trong hành trình có điểm trung chuyển là Jordan. Các nhà chức trách hàng không dân dụng của Hy Lạp cho biết, người dân Kavala, Hy Lạp đã nghe thấy những tiếng nổ lớn và nhìn thấy một quả cầu lửa trên bầu trời sau khi chiếc máy bay vận tải của Ukraine rơi. Nhà chức trách cũng xác nhận ngay trước khi vụ tai nạn xảy ra, họ đã liên lạc với phi công và nghe báo cáo về sự cố ở một trong các động cơ của máy bay. Họ hướng dẫn phi công hạ máy bay xuống sân bay Thessaloniki hoặc Kavala. Các quan chức cho biết phi công đã chọn Kavala vì sân bay này gần hơn, nhưng sau đó mất liên lạc. Máy bay cuối cùng bị rơi cách sân bay khoảng 40 km về phía tây. Các phương tiện truyền thông đưa tin khác nhau về số người có mặt trên chiếc máy bay chủ yếu chở theo chất nổ này, nhưng ít nhất 8 người được cho là có mặt trên máy bay vào thời điểm máy bay rơi. Chính quyền địa phương đã cảnh báo người dân trong nhà và đóng cửa sổ sau khi phát hiện mùi hôi bất thường sau vụ va chạm. Lời khuyên cáo được đưa ra trong bối cảnh các nhà chức trách thời điểm đó không biết máy bay có chở bất kỳ hóa chất hoặc là pin hay không. Người ta nghe thấy tiếng nổ phát ra từ khu vực xảy ra vụ tai nạn trong suốt 2 giờ sau khi vụ va chạm xảy ra. Video do nhân chứng quay lại cho thấy chiếc máy bay giảm nhanh độ cao với động cơ đang bốc cháy, sau đó lao xuống đất rồi phát nổ, tạo nên một quầng lửa lớn. Cuộc săn lùng vũ khí của Ukraine đã bế tắc, giờ lại trở nên khó khăn hơn khi bị Nga hớt tay trên. Giao tranh ở Ukraine chuyển dịch về phía đông và ngày càng rơi vào thế có lợi cho Moscow. Kiev đang cố gắng sử dụng các hệ thống phòng không, xe bọc thép, đạn pháo và đạn dược từ các bên thứ ba để cầm cự. Cuộc chạy đua vũ khí này phụ thuộc rất lớn vào viện trợ từ phương Tây. Nếu không thể nhận thêm vũ khí với tốc độ nhanh hơn, Ukraine sẽ thất bại ở Donbass. Tuy nhiên, các nhà môi giới vũ khí phương Tây và quan chức Ukraine cho biết, Moscow thường trả giá cao hơn đối với các thiết bị từ thời Liên Xô hoặc do Nga sản xuất, vốn quen thuộc với binh sĩ Ukraine nhằm ngăn chặn nỗ lực săn lùng vũ khí của Kiev. Đồng thời, Nga cũng đang gấp rút củng cố các kho vũ khí ngày càng cạn kiệt của họ. Trong một cuộc họp giao ban tại Washington vào tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nói rằng nước này và Mỹ đã tìm kiếm 2-3 quốc gia nắm giữ kho vũ khí và thiết bị do Nga sản xuất để mua và chuyển giao cho quân đội Ukraine. Tuy nhiên, một phần sự trợ giúp của họ đã rơi vào bế tắc. Vào tháng 5, các công ty môi giới của Cộng hòa Séc và Ba Lan đại diện cho Ukraine đã hoàn tất thỏa thuận mua xe bọc thép và đạn pháo do Nga sản xuất với một nhà cung cấp Bulgaria. Tuy nhiên, một nhóm người Armenia sau đó đề nghị trả thêm 50% và đã giành được hợp đồng. Một nghị sĩ Ukraine hiểu rõ của đàm phán cho biết, "Chúng tôi hoàn toàn biết rõ rằng số vũ khí này sẽ không đến Armenia và có thể sẽ đến Nga. Họ biết chúng tôi đang tìm kiếm điều gì và chúng tôi đang ở đâu", nghị sĩ này nói. Các nhà môi giới nói rằng Moscow đã đe dọa các quốc gia về việc ngừng cung cấp những bộ phận và dịch vụ trong tương lai cho các hệ thống vũ khí do Nga sản xuất, vốn là nguồn lực chính cho nền quốc phòng của nhiều nước. "Đôi khi chúng ta không thực sự chắc chắn điều gì đang xảy ra", một nghị sĩ Ukraine khác từng tham gia vào các thương vụ vũ khí cho biết. "Nhưng những gì đang thấy khó có thể định nghĩa nào khác ngoài sự phá hoại". Ukraine, Mỹ và Anh đôi khi chậm trễ trong các giao dịch và buộc phải chứng kiến các lô vũ khí bốc hơi. Điều đó thể hiện sự hiệu quả của Nga cũng như sự kém hiệu quả của các đơn vị tình báo từ Ukraine và đồng minh. Vào tháng 4, Nga đã phản đối đề xuất của Lầu Năm Góc về việc cung cấp cho Ukraine 11 trực thăng quân sự Mi-17 do Nga sản xuất, được Mỹ mua vào năm 2011 cho quân đội Afghanistan. Bộ Quốc phòng Nga đã gọi quyết định này là một hành vi vi phạm thỏa thuận người dùng cuối, nói rằng việc chuyển giao trực thăng Mi-17 cấu thành một sự vi phạm trắng trợn các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và các quy định trong hợp đồng Nga-Mỹ. Lời cảnh cáo từ Moscow.
Nga là nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ. Ngoài việc bán trực tiếp, các thiết bị quân sự của Nga cũng như các vũ khí cũ từ thời Liên Xô thường được mua bán bởi các công ty trung gian có đăng ký tại Mỹ và các nước phương Tây khác. Do đó, Moscow đang cố gắng ngăn những bên môi giới này cung cấp vũ khí của Kiev. Chúng tôi đã gặp phải vấn đề nếu không từ bỏ việc mua vũ khí để bán lại cho Ukraine, Moscow sẽ chấm dứt việc làm ăn và xử phạt chúng tôi. Cựu quan chức quân đội Mỹ đang làm việc trong ngành kinh doanh vũ khí cho biết. Trong hơn một thập kỷ sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9, các nhà môi giới vũ khí phục vụ cho các hợp đồng của Lầu Năm Góc và cơ quan tình báo đã mua thiết bị quân sự do Liên Xô và Nga sản xuất để hỗ trợ Iraq và Afghanistan. Luật pháp Nga cấm tham gia trực tiếp vào các giao dịch này, nhưng Moscow thường khuyến khích mua bán qua trung gian như một cách để phổ biến các sản phẩm của mình. Ukraine cũng đã bán thiết bị của Nga và Liên Xô cho các nhà môi giới và các nước khác trong nhiều năm. Đến năm 2014, Nga đã giành quyền kiểm soát bán đảo Crimea, khiến hai nước bất ngờ xảy ra xung đột quân sự. Thái độ của Moscow đối với việc mua bán vũ khí do nước này sản xuất ít nhất là cho Ukraine đã đột ngột thay đổi. Các cáo buộc về sự can thiệp của Nga trong việc cung cấp vũ khí cho Ukraine đã xuất hiện từ trước khi xung đột nổ ra vào tháng 2. Năm 2021, chính quyền Cộng hòa Séc đã đổ lỗi cho tình báo quân đội Nga về một vụ nổ chết người xảy ra năm 2014 tại kho vũ khí cung cấp cho Ukraine. Năm 2020, các công tố viên Bulgaria cáo buộc 3 người Nga với tội danh đầu độc thương nhân buôn bán vũ khí người Bulgaria Emilian Gebrev bằng Novichok, một chất độc thần kinh cực mạnh, vào năm 2015. Ông Gebrev từng tham gia môi giới bán vũ khí cho Ukraine. Ông Gebrev sống sót sau vụ đầu độc, nhưng kể từ đó, nhiều người trong ngành công nghiệp vũ khí quốc tế coi sự kiện này là một tín hiệu cảnh cáo cho những ai có dự định làm ăn với Ukraine. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo!